Phong Thiện Thái Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong video này thì Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến quý vị và các bạn cách mà chúng ta sẽ nắm được một trong những linh vật chiêu tài số 1 trong phong thủy, mà khi mà nhắc đến cái việc chiêu tài cho bàn thần tài hay cho ngôi nhà hoặc trong quá trình kinh doanh hay để hóa sát thì chúng ta không thể không nhắc đến linh vật này. Và trong video này thì Phong Thiện Thái Nguyên sẽ cùng hướng dẫn đến quý vị và các bạn chúng ta hiểu thêm về linh vật chiêu tài số 1 trong phong thủy, đó chính là tỷ hưu. Như quý vị thấy hiện nay trước mặt bàn thần tài của Phong Thủy Nguyên đang hướng dẫn quý vị và các bạn, đó là cặp tỳ hưu lam ngọc chiêu tài mà chúng ta sẽ đặt phía trước của bàn thần tài như thế này. Chúng ta biết rằng là câu chuyện của tỳ hưu đó là một trong 9 người con của Long Vương, và tỳ hưu là người con thứ 9. Đối với tỳ hưu thì lại mang một cái dáng dấp rất là đặc biệt, bởi đây là linh vật quy tụ nhiều cái hình dáng của nhiều loại linh thú khác nhau. Ví dụ như đầu là của kỳ lân, rồi là mình của sư tử. Mang móng vuốt của loài rồng, rồi là mang những cái tính linh của rất nhiều các cái loại linh thú khác nhau nữa, với cái công hiệu đó là tịch tà và hóa sát cũng như chiêu tài. Bởi vì tỳ hưu lại có một cái tích nữa, đó là chỉ biết ăn vào vàng bạc châu báu và không có nhả ra vì không hậu môn. Do vậy rằng là nói đến chiêu tài trong phong thủy thì chúng ta không thể nhắc đến đó là tỳ hưu. Và đối với tỳ hưu tại Phong Thủy Thái Nguyên thì Phong Thủy Thái Nguyên có đi vào hướng dẫn sử dụng quý vị và các bạn cặp tỳ hưu lam ngọc. Tại sao lại là cặp tỳ hưu lam ngọc? Bởi đây là cặp tỳ hưu mà được chế tác rất là công phu với cái chất liệu là đồng vàng thượng phẩm, và sau đó được phủ một cái lớp sơn men giả cổ màu lam ngọc ở phía bên ngoài. Tức là màu xanh ở đây đó là màu xanh vừa của hành mộc và màu xanh của hành thủy. Do vậy rằng là nó mang những cái ý nghĩa rất đặc biệt, bởi vì rằng là trong cái ngũ hành chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, thì trong ngũ đức thì chúng ta có nhân liễu nghĩa trí tín. Thì đối với màu của cục thủy mộc thì nó mang cái yếu tố của sự nhân nghĩa và cái yếu tố về trí tuệ. Thì đây là cái linh vật mà mang lại cái rất nhiều những cái ý nghĩa tốt lành mà gia chủ cần phải sử dụng đến. Thì đối với cặp tỳ hưu thì chúng ta sẽ đặt ở phía trước của ban thần tài, và nên rằng là chúng ta sẽ có một chiếc đôn để mà kê linh vật lên trên, để tránh việc linh vật đặt phía bên dưới thì dễ bị bụi bẩn cũng như là không tạo được cái thế vững cho linh vật. Thì đối với việc chúng ta sẽ sử dụng một chiếc đôn gỗ thì cái việc này chúng ta hoàn toàn này mua tại các cửa đồ thờ cúng rất là dễ. Thì chúng ta căn cứ theo kích thước của chiều dài của tỳ hưu để chúng ta mua chiếc đôn sao cho phù hợp. Và đối với lại tỳ hưu á, thì chúng ta sẽ có cách mà tỳ hưu đứng sẽ bao gồm có chân trước và chân sau. Thì khi mà chúng ta đặt để tỳ hưu xuống dưới ban thần tài thì chúng ta chú ý rằng là cái phía chân sau của tỳ hưu, tức là chân lui về, thì chúng ta sẽ đặt sát với lại cái phần mép của ban thần tài, tức là hai chân lui về sẽ ôm vào ban thần tài một cách chắc chắn hơn. Do vậy rằng là sẽ tạo ra một cái thế đó là vững chãi cũng như là thị uy được những cái tà ma ngã quỷ đến với ngôi nhà và cửa hàng kinh doanh của các quý vị và các bạn. Hoặc là đối với trong khu vực huyền quan của ngôi nhà quý vị, tức là cái phần bước đệm khi bước vào một ngôi nhà, đặc biệt đối với ngôi nhà thổ cư, những ngôi nhà mà có mặt tiền lớn, thì trong cái phương án thiết kế thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là hai phần tủ trang trí ở hai phía hai bên khi mà ở phía trong nhà bước ra, thì đây chính là cái phần tạo ra khu vực huyền quan của ngôi nhà đó. Thì thường là đối với ngôi nhà mà có hai cái phần tủ trang trí ở hai bên ở chỗ cửa như này thì Phong Thủy Thái Nguyên có đưa vào phương án sử dụng, đó sử dụng một cặp tỳ hưu lam ngọc chúng ta sẽ đặt ở hai bên để mang cái yếu tố đó là hóa giải tiểu nhân quấy phá cũng như mang lại cái điều cát lành nhất đối với ngôi nhà. Hoặc trong cái trường hợp đó chúng ta sẽ tạo ra một cái thế đó là thế tỳ hưu chiêu tài bằng cách là chúng ta sẽ đặt hai cặp tỳ hưu này bằng cách quay đầu vào nhau, và phía giữa sẽ đặt một quả cầu đá thạch anh hồng và cầu đá thạch anh trắng, thì nó sẽ mang lại công dụng chiêu tài rất là tốt trong phong thủy. Đối với việc chúng ta đặt đẻ trên ban thần tài thì Phong Thủy Thái Nguyên có hướng dẫn quý vị và các bạn cách mà chúng ta sẽ đặt đẻ ban thần tài theo cách như vậy, thì nó sẽ phát huy một cách công hiệu tối đa cho ban thần tài các bạn tài lộc. Thì chúng ta cũng chú ý rằng là trong cái phương án mà Phong Thủy Thái Nguyên có hướng dẫn đến các quý vị và bạn luôn đi kèm với lại là hướng dẫn cách đặt đẻ vật phẩm phong thủy. Một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Khóa học kích tài lộc 2021, liên hệ ngay 1900 2292. Thì đối với việc chúng ta chú ý rằng là khi mà sử dụng linh vật, vật phẩm phong thủy đặt đẻ thì chúng ta luôn cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đó là vật phẩm phải được bao sái và tẩy uế, cái thứ hai là phải được nạp cốt, thứ ba là được khai quang điểm nhãn chỉ chú, thứ tư là được chọn vị trí đặt đẻ, thứ năm là chọn lựa chọn thời điểm đặt đẻ, thứ sáu là gia chủ thực hiện nghi thức đặt đẻ. Và đặc biệt là với Phong Thủy Thái Nguyên và các vật phẩm tại Phong Thủy Thái Nguyên thì năm cái nguyên tắc đầu tiên đó là bao sái tẩy uế này, nạp cốt, khai quang điểm nhãn chỉ chú, tư vấn về cái vị trí an vị vật phẩm và năm tháng ngày giờ để an vị vật phẩm thì luôn được Phong Thủy Thái Nguyên hướng dẫn và đi kèm với lại quá trình mà thỉnh vật phẩm. Và gia chủ khi nhận được chúng ta sẽ thực hiện bước thứ 6, đó là làm cái nghi thức đặt đẻ. Và trong ngày hôm nay thì Phong Thủy Thái Nguyên cũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn
cái cách mà chúng ta thực hiện an vị linh vật tí hưu như sau. Đối với linh vật tí hưu thì vào cái năm tháng ngày giờ tốt mà Phong Thủy đã Tam Nguyên đã xem cho quý vị, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó là rửa chân tay sạch sẽ này và xin phép tại ban thờ của thần linh hoặc gia tiên nhà mình này. Thì quý vị hoàn toàn có thể xin theo khấn nôm, tức là xin thành tâm của mình ạ. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau. Đối với cái vị trí đặt tí hưu thì chúng ta sẽ tiến hành là an vị tại hai cái vị trí mà Phong Thủy Nguyên có hướng dẫn quý vị rồi, đúng không ạ? Còn dĩ nhiên mà khi chúng ta tiến hành thỉnh về thì nó chưa nằm vị trí này, thì nó vẫn là cái công đoạn mà chúng ta tiến hành để chuẩn bị linh vật thôi, thì nó sẽ nằm ở phía bên ngoài. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là an vị linh vật vào cái vị trí, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau. Tại cái vị trí mà chúng ta an tại vị linh vật tí hưu thì chúng ta cũng tiến hành lau sạch sẽ rồi, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện các bước thực hiện như sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ sử dụng chiếc bàn tay của chúng ta sẽ vỗ vào cái vị trí an vị 3 cái. Và mỗi một lần vỗ như thế, chúng ta sẽ đọc 3 câu, đó là án lam, án lam, án lam. Đây là câu chú gọi trong thần chú đạo gia để tăng cái linh lực an vị và chiêu tài cho linh vật. Chúng ta sẽ vỗ xuống đọc 3 lần, án lam, án lam, án lam. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành an vị vật phẩm vào vị trí bằng cách là đặt chiếc đôn và đặt linh vật lên, đúng không ạ? Đặt linh vật sang hai bên. Ở vị trí cân đối rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện bước tiếp theo, đó là câu chú chiêu tài, chú an vị mà Phong Thủy Nguyên có hướng dẫn, được in rất kỹ ở trong cái hướng dẫn đặt để vật phẩm phong thủy như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành bắt quyết theo lối cắt từng quyết như vậy. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là chỉ vào vật phẩm và đặt đọc câu thần chú mà trong đấy đã in rõ, đúng không ạ? Là thiên linh linh, địa linh linh, vạn vật tương sinh, diêu pháp bảo, tín chủ con hôm nay là ngày, ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, thì quý vị tiến hành nêu ra theo cái năm tháng ngày giờ mà Phong Thủy Nguyên đã xem cho nhé. Tên con là, chính là con, chính là tên của chúng ta ấy, cư ngụ tại nhà chúng ta ở đâu hoặc là tên công ty ở đâu. Con xin phép được đặt pháp bảo tỳ hưu làm ngọc hay là tỳ hưu chưa tài, chúng ta nêu cái tên vật phẩm đấy ra. Xin chư vị tôn thần gia hộ để pháp bảo phát huy công năng. Và chúng ta vừa đọc thì chúng ta sẽ tiến hành là tay bắt quyết, chúng ta sẽ trỏ vật phẩm và tập trung tuyệt đối vào linh vật mà chúng ta đang an vị để mang lại cái linh lực một cách tốt nhất, cũng như là thể hiện hết cái tâm trí và năng lượng của chúng ta truyền vào vật phẩm. Thì đấy là cái cách mà gia chủ tiến hành thực hiện nghi thức. Và sau khi mà chúng ta tiến hành đọc xong câu chú và bắt quyết xong, thì đã hoàn thành xong bước đọc chú rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng bàn tay, chúng ta sẽ vỗ xuống một lần nữa và chúng ta sẽ đọc câu cuối cùng, đó là chữ án, tức là an vị tại vị trí đó, và chốt chắc chắn là chữ án, chúng ta sẽ an vị linh vật xong rồi. Và như vậy là cái vật phẩm đã được an vị một cách chắc chắn, thì đó chính là cái nghi thức mà chúng ta sẽ thực hiện. Do vậy rằng là ngoài cái việc nắm bắt đúng cái nguyên liệu, cũng như là câu chuyện vật phẩm, cũng như là thỉnh vật phẩm đúng nơi đúng chỗ và an vị đúng năm tháng ngày giờ, thì cái việc thực hiện nghi thức thì chúng ta cần phải làm sao cho nó đúng các bước, thì vật phẩm sẽ phát huy công hiệu một cách tối đa. Và trên đây là video mà Đức Trung có hướng dẫn đến quý vị và các bạn cách mà chúng ta hiểu thêm về vật phẩm tỳ hưu chiêu tài, và cũng như là cách an vị vật phẩm phong thủy như thế nào sao cho chính xác theo nghi thức của đạo gia để gia tăng thêm công hiệu của vật phẩm. Mọi câu hỏi thắc mắc của quý vị và các bạn về tỳ hưu chiêu tài cũng như là các bước thực hiện, quý vị cũng có thể comment xuống dưới phần bình luận hoặc là gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn của thầy Nguyên hướng dẫn quý vị một cách chi tiết. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để đội ngũ trực tiếp sẽ hướng dẫn quý vị tại văn phòng, cũng như là tìm hiểu thêm về vật phẩm, trải nghiệm vật phẩm một cách trực tiếp, cũng như là có cơ hội thỉnh ngay vật phẩm tại văn phòng để có những cái phần hướng dẫn chi tiết hơn. Mọi cái câu hỏi quý vị hãy trao đổi thoải mái với Phong Thủy Thái Nguyên để chúng tôi được tận tâm hướng dẫn quý vị và các bạn. Thông qua video này thì Đức Trung cũng sẽ cảm ơn, cũng như là xin gửi đến lời chúc quý vị và các bạn có một năm 2021 sắp tới nhiều bình an, thuận lợi và nhiều may mắn tài lộc. Và hãy thỉnh ngay tỳ hưu để có cái tài lộc nghênh đón đối với gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.